Ok, xin chào toàn thể các bạn đã quay trở lại với lại channel của mình. Hôm nay mình sẽ đi về cái chuyên đề là website. Và đây là những cái cơ bản nhất mà các bạn sẽ được Quang hướng dẫn về cơ bản của HTML. Thì mình ghi rất là rõ trong đây ha. Đây, các bạn xem và bạn làm theo ha. Ở đây nè, mình sẽ phân tích đây là trong cái dòng lệnh của HTML, cái đó style, thấy không? Thì cái này cái mặc định chúng ta phải điền vào của khi bắt đầu viết một cái code. Còn cái này là cái HTML này nó như gọi là đoạn này gọi là đoạn thẻ thẻ mở trang, thấy không? Một là thẻ mở trang là tại HTML, còn cái thẻ heading này á, là thẻ đóng và thẻ mở, thấy không? Heading đây nè, không, heading thì nó là thẻ đầu trang, HTML là thẻ mở trang nha. Rồi còn thẻ head là thẻ đầu trang, luôn có thẻ tiêu đề và có nội dung. Thì thẻ tiêu đề đến nó là thẻ gì? Thẻ title. Thẻ title là ví dụ là liên kết này ha. Đấy. Đó, ví dụ về liên kết, đó thì thẻ title là cái thẻ gọi là thẻ quan trọng nhất của trong cái kênh của cái website mình. Rồi cái tiếp theo là thẻ body. Body giống như gọi là mở đầu nè. Thấy không? Rồi xong tới là thân bài. Cái body gọi là thân bài. Ha, trong cái thân bài này thì nó gồm có những nội dung. Thấy không? Là những nội dung chúng ta sẽ triển khai. Thấy không? Thì trong những cái nội dung triển khai thì nó gồm những cái thẻ liên quan, thấy không? Để chúng ta viết thành cái bài văn. Thì cái thẻ B này là thẻ in đậm bình thường ở trong HTML, và cái thẻ tone này á, là thẻ in đậm nha, như trong B dùng trong sale, trong sale web thì các bạn sẽ dùng này, nhưng hai cái thẻ này nó sẽ là liên quan với nhau. Còn cái thẻ BR gạch như này á, nó là thẻ xuống dòng ha. Rồi chúng ta nghe hết một lần đi ha. Rồi thẻ U là thẻ gạch dưới, rồi thẻ B là thẻ viết thành đoạn văn và nó tự xuống dòng. Đấy chưa? Còn thẻ Y là thẻ in nghiêng. Còn H1, H2, H3, H4, H5, H6. Này là quá trình sale, các anh chị sẽ nắm được những cái này. Và bây giờ mời các bạn sẽ xem qua cái tệp của mình. Đây. Đó. Trong cái tệp code của mình á. Đúng không? Đây. Thu lại cho bạn xem nha. Đó. Thì các bạn sẽ thấy được nè, thấy không? HTML nè, ví dụ nè, thấy không? Đây là thẻ in đậm nè, đó không, thấy chữ in đậm không? Thẻ tròn in đậm B, nhưng mà cái này dùng trong sale không, hai cái nó như nhau. Rồi còn cái này là hình băng hình quang, đúng không? Là cái thẻ thẻ nào, cái thẻ đây này, thẻ size color này nè, thấy không? Thẻ phông, thấy không? Để phòng để mốt mình sẽ qua những bài khác trên sau. Cái này cái cơ bản mà phải nắm được ha, nắm được cái bố cục xíu. Rồi đây này, thẻ B nè, thể hiện một đoạn văn. Đây là thẻ B, thấy không? Một hai nữa không, in nghiêng trong đoạn văn nhưng tự xuống dòng. Đó là lúc này, thấy không? Nó thêm cái thẻ Y vô, nhưng mà thẻ Y nó tự xuống dòng, còn BR là xuống dòng nè. Rồi hình văn quang chấm com nè, đây bạn thấy không? Này là H1 nha. Này là H1 nè, cái này là H2. Đó, H1 thì cái chữ nó luôn là bự, H2 là chữ vừa. Rồi H3 là nó tương đối, H4 là nhỏ, H5 nhỏ hơn, H6 nhỏ xíu luôn. Đó thì trong sale thì những cái H này chúng ta rất sử dụng rất là nhiều. Được chưa? Rồi sau đó ta xuống thẻ B nè, đang quan tự xuống hàng đây. Nó giống như cái trên đây. Ha. Rồi ở dưới. Rồi hợp lập trình HTML cấu trúc, đây là cái thẻ B. Thẻ B là thẻ để viết đoạn văn, thấy không? Thẻ viết đoạn văn. Rồi một là mở trang, đây mình xuống dòng, một mở trang, hai thấy chưa? Đấy, từng nội dung cụ thể nè nằm trong thẻ body, thấy không? Thì nó tự xuống hàng như thế này. Đó là những cái cơ bản khi các bạn muốn học lập trình HTML.
cơ bản nhất thì các bạn phải nắm qua được những cái này ha. Rồi các bạn có thể gõ theo cái của mình nha. Ok. Rồi như vậy là phần về website cơ bản nhất, Huỳnh Văn Quang xin gửi đến các bạn. Đến đây là kết thúc. Rồi, các bạn xem và mình cứ đọc theo ha. À, rồi còn cái mà để chúng ta viết được cái màu này thì các bạn có thể vào Notepad ha. Hay hoặc là các bạn lên mạng các bạn search đó là Splendid nha. Rồi. Còn đây các bạn có thể vào cái trang là list xem ngay. Ở trong đây thì nó rất là nhiều nội dung, rất là chi tiết. Và các bạn có thể tham khảo và tải về dùng. Nếu các bạn mà yêu âm nhạc hay gì đó thì chúng ta có thể qua trang và xem nhiều cái để bạn tải về ha. Đây như 93 video intro đây nè. Đây bạn lên có đường link Fiverr tải về dùng ha. Nhà, và cái này mình chỉ để Fiverr thôi nha. Các bạn tải về thôi, không có đường link rút gọn gì đâu nha. Ok. Đó, bạn nào biết được đến trang này của mình thì chúc mừng bạn ha. Ô này lên 10.000 mấy rồi. Rồi, ok, thôi cảm ơn các bạn đã xem video đây. Chúc các bạn rèn luyện và học tập thành công nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Ok, xin chào toàn thể các bạn đã quay trở lại với lại channel của mình. Hôm nay mình sẽ đi về cái chuyên đề là website. Và đây là những cái cơ bản nhất mà các bạn sẽ được Quang hướng dẫn về cơ bản của HTML. Thì mình ghi rất là rõ trong đây ha. Đây, các bạn xem và bạn làm theo ha. Ở đây nè, mình sẽ phân tích đây là trong cái dòng lệnh của HTML, cái DOM style, thấy không? Thì cái này cái mặc định chúng ta phải điền vào của khi bắt đầu viết một cái code. Còn cái này là cái HTML này nó như gọi là đoạn này gọi là đoạn thẻ thẻ mở trang. Không? Một là thẻ mở trang là tại HTML. Còn cái thẻ hasten này á, là thẻ đóng và thẻ mở. Không? Hasten đây nè. Không? Hasten thì nó là thẻ đầu trang. HTML là thẻ mở trang. Nha. Rồi còn thẻ head là thẻ đầu trang, luôn có thẻ tiêu đề và có nội dung. Thì thẻ tiêu đề là, nó là thẻ gì? Thẻ thay đồ. Thẻ thay đồ là ví dụ là liên kết này ha. Đấy. Đó, ví dụ về liên kết. Đó thì thẻ thay đồ này là cái thẻ gọi là thẻ quan trọng nhất của trong cái kênh của cái website của mình. Rồi cái tiếp theo là thẻ body. Body giống như gọi là mở đầu nè. Thấy không? Rồi xong tới là thân bài. Cái body gọi là thân bài. Ha, trong cái thân bài này thì nó gồm có những nội dung. Thấy không? Là những nội dung chúng ta sẽ triển khai. Thấy không? Thì trong những cái nội dung triển khai thì nó gồm những cái thẻ liên quan, thấy không? Để chúng ta viết thành cái bài văn. Thì cái thẻ B này là thẻ in đậm bình thường ha, trong HTML. Và cái thẻ tone này á, là thẻ in đậm ha, như trong B dùng trong sale ha, trong sale web thì các bạn sẽ dùng này. Nhưng hai cái thẻ này nó sẽ là liên quan với nhau. Còn cái thẻ BR gạch như này á, nó là thẻ xuống dòng ha. Rồi chúng ta nghe hết một lần đi ha. Rồi thẻ U là thẻ gạch dưới. Rồi thẻ B là thẻ viết thành bảng văn và nó tự xuống dòng. Đấy chưa? Còn thẻ Y là thẻ in nghiêng. Còn H1, H2, H3, H4, H5, H6. Này là quá trình sale, các anh chị sẽ nắm được những cái này. Và bây giờ mời các bạn sẽ xem qua cái tệp của mình. Đây. Đó. Trong cái tệp code của mình á. Đúng không? Đây. Thu lại cho bạn xem nha. Đó. Thì các bạn sẽ thấy được nè, thấy không? HTML nè, ví dụ nè, thấy không? Đây là thẻ in đậm nè, đó, thấy chữ in đậm không? Thẻ tròn in đậm B, nhưng mà này dùng trong sale không? Hai cái nó như nhau. Rồi còn cái này là hình bằng hình quang đúng không? Là cái thẻ thẻ nào? Cái thẻ đây này, thẻ size color này nè, thấy không? Thẻ phông.
không? Để phòng, để mốt mình sẽ qua những bài hát chuyên sâu này, cái cơ bản mà phải nắm được ha, nắm được cái bố cục xíu. Rồi đây này, thẻ B nè, thể hiện một đoạn văn, đây là thẻ B không, một hai nữa không, in nghiêng trong đoạn văn nhưng tự xuống dòng đó, là lúc này nó không, nó thêm cái thẻ y vô nhưng mà thẻ y nó tự xuống dòng, còn b là xuống dòng nè. Rồi hình văn văn chấm com nè, đây bạn thấy không, này là h1 nha, này là h1 nè, cái này là h2 đó. H1 thì cái chữ nó luôn là bự, H2 là chữ vừa, rồi H3 là nó tương đối, H4 là nhỏ, H5 nhỏ hơn, H6 nhỏ xíu luôn. Đó thì trong sale thì những cái H này chúng ta sử dụng rất là nhiều. Được chưa? Rồi sau đó ta xuống thẻ B nè, đang quan tự xuống hàng đây. Nó giống như cái trên đây. Ha. Rồi ở dưới. Rồi, học lập trình HTML cấu trúc, đây là cái thẻ B. Thẻ B là thẻ để viết đoạn văn. Ha. Thẻ viết đoạn văn. Rồi. Một là mở trang, đây mình xuống dòng, một mở trang, hai thấy chưa? Đấy. Từng nội dung cụ thể nè, nằm trong thẻ body. Thấy không? Thì nó tự xuống hàng như thế này. Đó là những cái cơ bản khi các bạn muốn học lập trình HTML cơ bản nhất thì các bạn phải nắm qua được những cái này ha. Rồi các bạn có thể gõ theo cái của mình nha. Ok. Rồi như vậy là phần về website cơ bản nhất. Huỳnh Văn Quang xin gửi đến các bạn, đây là kết thúc. Các bạn xem và mình cứ đọc theo ha. À, rồi còn cái mà để chúng ta viết được cái màu này thì các bạn có thể vào Notepad ha, hay hoặc là các bạn lên mạng các bạn search đó là Splendid nha. Rồi. Còn đây các bạn có thể vào cái trang là list xem ngay. Rồi trong đây thì nó rất là nhiều nội dung, rất là chi tiết. Và các bạn có thể tham khảo và tải về dùng, nếu các bạn mà yêu âm nhạc hay gì đó thì chúng ta có thể qua trang và xem nhiều cái để bạn tải về ha. Đây như 93 video intro đây nè, đây bạn lên có đường link Fiverr tải về dùng ha. Và cái này mình chỉ để Fiverr thôi nha, để bạn tải về thôi, không có đường link rút gọn gì đâu nha. Ok đó, bạn nào biết được đến trang này của mình thì chúc mừng bạn ha. Ô này lên 10.000 mấy rồi. Rồi, ok, thôi cảm ơn các bạn đã xem video đây. Chúc các bạn rèn luyện và học tập thành công nha. Xin chào và hẹn gặp lại.